Ok, hello, chào bạn, mình tên Đông Bà Nội. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Đồng. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Martin. Ok, hello, chào các bạn, tôi mình Victory. Ok, hello, chào các bạn, tôi tên Fendi. Chào mừng các bạn đến với channel ẩm thực châu Phi, cũng như nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Hôm nay là anh em mình không đi làm lên trên trời rất là nắng, không đi nên trồng rau được nha các bạn. Nên hôm nay anh em mình cũng chuẩn bị về quê của mấy các anh đen này xây nhà rồi. Nên hôm nay anh em mình nghĩ ra làm một cái vật gì kỷ niệm cho các cháu ở trên quê bản Bà Nên Đầu. Nên anh em mình cũng đi mua sắt về đây các bạn. Thì hôm nay anh em mình làm một cái xích quay, xích đu ấy, để khi đi nên làm kỷ niệm cho các cháu, để các cháu là vui chơi giải trí đấy. Đúng rồi. Đây là tủ. Ok nha các bạn, bây giờ là tối rồi. Anh Đông và Mantiloi đã hoàn thành xong rồi nha các bạn. Đấy, xích đu cho các em nhỏ. Cái này Mai đưa lên trên quê Bà Nên Đầu cho tất cả mấy em nhỏ nhá. Cho mấy em nhỏ chơi xích đu. Đấy, quá chất, quá đẹp. Đấy, bây giờ hiện tại bây giờ tối rồi. Đấy. Đẹp chưa? Đấy. Hiện tại đang tối nhá. Ngày mai anh em sẽ đưa cái này lên
cho tất cả mấy em nhỏ. Bây giờ sơn cho xong rồi nhé các bạn, tối rồi, vào nấu ăn ăn cơm. Ok nhưng mọi người, đây là thành quả của anh em mình làm trong một ngày hôm qua. Vì anh em mình ở bên này là không có ai chuyên về bên hàn xì lắm nha mọi người. Thì anh em mình cũng làm hơi chậm, nhưng mà thích nhiều lắm các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình cũng đã sơn xong rồi, tối hôm qua sơn xong rồi và cũng bỏ ra trời nắng phơi khô rồi nha mọi người. Thì bây giờ anh em mình sẽ trở lên tặng các em nhỏ trên bản bàn lên đồ nhé. Không biết các em có thích hay không, nên là hy vọng là các em thích không. Phần quà rất ý nghĩa đấy. Bây giờ mọi người, anh em mình trở lên để tặng các em nhỏ nhé. Mọi người chờ đợi anh em mình xem để phản ứng các em nhỏ như thế nào nhé mọi người. Anh em mình đã trả ghế lên chiếc đu lên bản của bàn lên đầu để tặng các em nhỏ rồi nhé mọi người. Anh trai lên đầu đang hỏi đây là cái gì đây? Đi đâu? Dạ, dạ. Anh đúng không biết à? Anh chưa biết. Chưa biết là cái gì à? Chưa biết là cái gì? Dạ. Nó là gì? Nào, nó sẽ. Nó sẽ? Sì. Tiếp rồi, tiếp rồi. Bà đây là mềm mềm mềm. Mềm mềm mềm. Dạ. Các em nhỏ rất là đang ngạc nhiên này, không biết cái gì trở lên cái gì này. Đại ca. Đại ca này. Nó chăm ăn đại ca. Chị đất sạch rồi. Chị đất sạch rồi. Chị đất sạch rồi. Chị gái ăn cái. Đó. Chị gái ăn. Ok, ông khăn đợi con nhé. Ừ. Ai chị bà này là đi. Không biết. Bạn các em con của anh trai Nino đồ này phải chắc là phải chụp cái ghế này mới đủ mọi người ạ. Nó có con nó xuống cái Yo le.
Nói chung là anh em mình đưa ghế xích đu lên, các em nhỏ rất là lạ lẫm với các em nhỏ trên bản nhé mọi người. Các em đi đâu hỏi các em đã bao giờ được ngồi cái này chưa? Chưa. Nói với các bạn này. Dạ. Mình đang nhờ Ninh Đồ hỏi các em nhỏ đây đã bao giờ được ngồi cái xích đu này chưa? Nhưng mà các em bảo chưa nhé mọi người. Dạ. Hỏi các em có thích không? Là mùi chó lên đấy. Các em thích nhiều lắm. Thích. Một thích xíu à? Xíu xíu à? Bảo các em ban ngày đu mà tối mà bố mà mẹ cho ngủ ra đây ngủ đi. Amadu. Ở đây là trên này các em nhỏ rất nhiều nên anh em mình làm cũng xích đu này cũng hơi thấp nha mọi người. Để chủ yếu là cho các em nhỏ thôi. Nên là anh em mình cũng hàn xích cho nó trùng xuống để các em dễ ngồi nhé. Calma. Não é essa aqui, essa fica aqui, hein? Apa, capi que eu não vi. Só. Isso, né? Calma aí. Eu não coloquei coisa, não malo de nego, hein? Tá, ali, muito aí. Oba! Takuya! Bonito, Deb! Tadi kamu jihan deh, aku kan dengan aja umur, Pak. Nói chung là các em nhỏ rất là thích nhé mọi người. Cũng không uổng công anh em trong team làm món quà ý nghĩa nên tặng cho các em. Đây là bên ngoài với các em ấy. Thay nhau ngồi thôi. Buổi đầu thì thay nhau ngồi. Đây không hẳn là chỉ một là một phần quà nhé mọi người. Phần quà này, những cái ghế này thì ở ngoài muốn làm thì thuê thợ làm, họ cũng cho mẫu họ cũng làm được thôi. Nhưng mà đây là ý nghĩa hơn là tình cảm của anh em trong team nhé, làm để tặng các em nhỏ ở đây nhé mọi người. Ok nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình làm một cũng anh em mình cũng chuẩn bị đi về quê của Victory hay Vedi mới là Martin Lôi và Domingo. Thì anh em mình cũng làm một phần quà, một cái xích đu để lên tặng các em nhỏ trên quê bản Bà Ninh Đồ nha mọi người. Nói chung thì các em cũng như người dân đây rất là thích. Ninh Đồ hỏi cảm nghĩ của các em rồi thì các em nói là cũng rất là thích nha mọi người. Đây Ninh Đồ hỏi các em thế nào? Dạ. Để nói các bạn nghe. Bác bố là mình chơi là bảo thích nhiều lắm, vui luôn. Nhưng mà có cái nhài vui, trường. Không hẳn các em nhỏ thích mà bố mẹ các em nhỏ cũng thích các bạn ạ. Thì các bạn nhé, hôm nay video anh em mình lên tặng quà các em nhỏ ở trên quê bản Bà Ninh Đồ. Thì video này hôm nay anh em mình cũng xin được dừng lại tại đây. Mọi người thấy video hay cho anh em một like, một chia sẻ và đăng ký kênh Ẩm thực Châu Phi cũng như Nông nghiệp Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Chào các bạn.
Rất vui. Nói cười, hồn nhiên. Vui chơi lành mạnh nha các cháu.